nem này, xong cái này có mộc nhĩ này. Thịt lợn ngon nhá, có cả mỡ cả nạc. Xong rồi xay nhá, xay ra xong rồi là về trộn với cái thứ nhất là miến này, miến với mộc nhĩ nấm hương này. Đấy, rồi tất cả các rau củ quả thì là có hành tây này, có su hào này, miến này hành hoa này. Đấy, xong rồi tôm lõn này, cháu băm cháu bỏ vào. Đấy, thịt đây, cái này là ngon. Đây này, thế tại sao bác lại cho có hạt cà chua bác ấy? Cái thứ nhất là để cho cái lá nem nó mềm ra. Cái thứ hai là khi rán thì cái nem nó bóng lên, nó vàng, nó ngon, trông nó đẹp mắt. Đấy, đấy là cho cái ấy, cái thứ nhất là đây. Bác gói đây, bác gói nhỏ thế này thì bác không gói to, gói to thì phải cắt thì là nó nát ra. Cái món làm phở xào mực là không có đâu. Bởi vì là bác nói thật rằng là đáng nhẽ các cháu về sớm thì là có. Nhưng mà về muộn này. À, bác thì nông thôn thì dân dã thôi. Ăn dân dã cái thứ nhất là bát canh măng mực. Có măng ở trên rừng mà mực ở dưới biển, thế là xé ra xong rồi nấu với nước gà, tôm lõn, nước của tôm lõn mà nước của nước gà thành bát măng mực. Khi mình ra xào sơ chế rất là nhiều công đoạn thì mới được thành bát măng mực này. Cái thứ hai là nem, dân dã ở nhà quê thì là nem thì bên trong là có su hào này, thì, củ hành tây này, hành lá này, hành hoa này, hành củ này, với lại củ cà rốt, với miến này, mộc nhĩ nấm hương, với thịt, với tôm. Đấy, tôm bóc vỏ, tôm lõm, băm ra. Thì mà mình với quả trứng nữa, lọc lấy lòng đỏ. Thì mình bóp vào là mình gói thành những nem này ăn rất là ngon, vì có đủ các vị. Cái thứ hai nữa là đây là bác làm là dân dã vì có các cháu, chứ còn cỗ thì không ai người ta làm. Cỗ là đánh nghĩa cháu bỏ trước thì nhà cũng có chim. Thì là bỏ ra thì nó tạ giã lông, lọc xào với miến thì nó ngon. Nhưng mà từ bác làm cho Tây thì nó rất thích ăn món này, bởi vì là phải có ấy cơ, chứ còn thịt thế này nó không thích đâu. Nó không ăn thịt, nó chỉ ăn miến. Thịt gà nhưng nó không thích. Với đây là dưa góp, nhưng Tây nó gọi là ngũ quả, gọi salad ngũ quả. Nhưng mà bác làm khách cho Tây đấy thì là bởi vì có quả dưa chuột là một này, cà rốt là hai này, củ đậu nay không có bởi vì các cháu đến thì chỉ có hai món thôi, chứ còn quả xoài này, quả su hào bác bóp vào thì bác thành salad ngũ quả thì nó thích lắm. Vì đây là canh cua đấy, canh cua là dân dã là chưa đấy bác ăn đấy. Thì danh thì canh cua thì bác nấu với lại rau đay mùng tơi với lại mướp ăn với cà. Đấy là ở nhà quê nông thôn thì ăn canh cua với cà đấy. Còn đây là nước chấm đấy bác làm. Bởi vì nếu mà các cháu bảo trước thật sự là bác làm cỗ như của bác chàng. Đây có thịt gà này, có chim này, có tôm này, có các thứ. Nhưng mà thôi thì mình cứ dân dã thế này. Bởi vì là cháu đến muộn qua 12 giờ đã đi ngủ rồi. Bác thỉnh thoảng là có các bạn ở nước ngoài về đặt cỗ thì bác vẫn làm. Thế còn thì là thường thường là bác thì nghỉ ngơi. Cái tuổi già thì bây giờ bác cũng về hưu rồi, bác già cũng về hưu rồi. Thế phải giữ lại những cái nếp nhà cổ của các cụ để sau này con cháu nó nhớ lại và đến các cháu và tất cả khách thập phương đến tham quan. Đấy là ý tưởng của hai bác là như thế, chứ còn không hỏi gọi cái gì cả. Nhà mình là đấy. Ở xóm mấy bác Tràng? Nhà đây là nhà là xóm 1, thôn 1, làng cổ bác Tràng. Đấy, cứ hỏi đến bác Trinh, thôn 1,
xóm 1 làng cổ Bát Tràng. Vâng, rất là gần Chính Tú, gần đình, nhà bác là gần đình và gần đền. Con mời bác dùng bữa con. Bác thì vâng, bác ăn rồi chứ bác ăn thì bác ăn ngay. Vâng, cảm ơn bác. Thưa vị, còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm du lịch quanh những cái di tích ở Bát Tràng và được dừng chân ở một nhà người dân sinh sống ở đây trong ngôi nhà cổ như này. Thực sự rất là thích thú. Mặc dù giữa trưa hè nhưng mà rất là mát mẻ, thoáng đãng. Giờ Duy mời quý vị và bạn thưởng thức những món ăn này nhé. Đầu tiên Duy sẽ thử canh măng mực. Đây là một trong những đặc sản không thể bỏ qua khi chúng ta đi du lịch Bát Tràng. Đây là mực khô quý vị này, thái rất là nhỏ, nhìn thì nó lẫn với lại măng khô. Duy mời quý vị nhé. Nước canh ngọt và nó thơm mùi đặc trưng của mực. Măng thì ăn rất là giòn. Thưa quý vị, vị ngọt của nước canh măng ấy thì thực sự nó là xuất sắc. Quý vị cứ tưởng tượng đi. Bình thường nếu mà chúng ta nấu phở hay là nấu bún riêu, chúng ta muốn nước canh ngọt thì cho tôm khô vào. Ở đây thì có cả tôm khô lẫn mực. Đấy, tức là hai cái nó cộng với nhau, nó tạo lên cái độ ngọt. Và cái thứ ba nữa đó là nước gà nữa. Cái vị ngọt của nó thì rất chất lượng. Xin mời quý vị nhé. Ăn của anh em Duy ngày hôm nay nó phù hợp cho khoảng tầm 4 đến 5 người, ăn rất là ngon. Nếu quý vị và bạn có dịp tới Bát Tràng thì hãy gọi những món ăn này nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trải nghiệm tiếp theo. Thời điểm ở đó Duy sẽ chia sẻ cho quý vị cách làm cũng như là đầy đủ các cái món ăn của người dân Bát Tràng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị nhớ nhấn like cũng như chia sẻ để đón xem những clip mới nhất. Bye bye quý vị.